Quý khán giả thân mến, chống thấm là ưu tiên số 1 của chúng ta khi chúng ta có nhu cầu mua nhà hay là xây nhà. Về mặt thẩm mỹ, chống thấm sẽ giúp cho vẻ đẹp của ngôi nhà được bảo vệ hoàn toàn. Về mặt xây dựng, chống thấm sẽ giúp cho công trình của chúng ta ngày càng vững mạnh và bền vững. Chúng ta sẽ cùng trò chuyện với anh Trần Ngọc Hải, Giám đốc Kỹ thuật Công ty Cổ phần Xây dựng B&B. Xin được chào anh Hải. Ngày hôm nay chương trình có nhận được email của một bạn tên là Anh Khoa, amoc@gmail.com. Bạn ấy hỏi là làm sao để xử lý khi mái nhà đã bị thấm ạ? Thấm là đó là cái bệnh của công trình. Thì thứ nhất là việc thấm nó do những cái sai sót trong cái quá trình thi công xây dựng và cũng như là những cái hư hỏng trong quá trình mà sử dụng. Thì khi mái thấm thì thứ nhất là mình phải định bệnh nó là như thế nào và mình phải kiểm tra, đó là đòi hỏi phải có sự chuyên môn và phải xác định được cái nguyên nhân. Thì lúc đó mới sẽ xử lý cho nó theo từng cụ thể được. Dạ, có những nguyên nhân nào thưa anh? Mà thứ nhất là mái thì phải xác định là đó là dạng mái gì. Vậy ví dụ mái bê tông thì mình sẽ xử lý theo cái hướng khác. Mái ngói thì là phải hướng khác. Dạ. Là những việc đó thì nó đòi hỏi và người có chuyên môn và phải có kinh nghiệm để xử lý mái cho nó ổn hơn. Chứ còn không đúng thì nó sẽ vẫn bị thấm qua. Vậy thì chúng ta đã tìm ra được nguyên nhân tại sao thấm thì chúng ta sẽ xử lý như thế nào thưa anh? Vâng, thì về nguyên nhân thấm thì xử lý thì nói chung mỗi mái thì nó sẽ có mỗi cái khác nhau. Ví dụ như là về thấm mái bằng bê tông thì thứ nhất là mình phải khảo sát rồi là cái bị do nứt hay là do bị nước mưa hay là do bị gọi là những cái rò rỉ của những đường ống, là mình sẽ có những cái việc xử lý nó khác nhau. Đối với chẳng hạn như đối với những cái việc nứt thì đầu tiên là phải xử lý nứt xong đã rồi mới kiểm tra về chấn động nước và một số cái việc khác nữa. Đối với phần ngói thì thật sự ra đó là cái phần dột, chứ còn mái ngói thì không thể là thấm mà nó bị dột, thì chúng ta phải sửa lại những cái chỗ mà bị bể hoặc là trong thời gian sử dụng nó bị bong tróc các thứ như khác. Đó là những cách để chúng ta chống thấm cho phần ngói lợp mái đúng không anh? Dạ, cảm ơn anh đã chia sẻ với chương trình ngày hôm nay rất là nhiều. Quý khán giả thân mến, những chia sẻ vừa rồi của anh Trần Ngọc Hải đã khép lại chương trình ngày hôm nay. Chúng tôi hy vọng rằng quý vị sẽ có thêm thật nhiều thông tin hữu ích trong việc chống thấm trong ngôi nhà của mình quý vị nhé. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ, chúng tôi xin mời quý vị cùng gửi về email của chương trình nhà đẹp quanh ta amoc@gmail.com. Xin được cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Còn bây giờ thì xin được chào tạm biệt quý vị.